báo sức khỏe. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn cách lắp đặt lò vi sóng an toàn và đúng cách. Loại bỏ tất cả bao gói ra khỏi lò. Được đặt ở chỗ bằng phẳng và ổn định để giữ vững trọng lượng của nó và các độ nặng nhất được lấu trong lò. Để vận hành lò vi sóng phải có đầy đủ luồng không khí lưu thông nhỏ nhỏ 20cm ở trên, 10cm ở phía sau và 5cm ở hai bên. Không được vận hành lò vi sóng khi bảng quay và đĩa quay chưa được đặt đúng ở vị trí. Đảm bảo rằng nguồn điện ổn định, phù hợp với nhu cầu của lò, không quá cao cũng như không quá mất ổn định. Phích cắm phải dễ dàng rút ra trong những trường hợp khẩn cấp. Hãy kiểm tra những hư hỏng như là cửa lỏng hoặc cong, khớp nối cửa hỏng và bề mặt bị bịt kín, khớp nối và bản lề bị gãy hoặc bị mất, có vết lõm ở trong khoang hoặc ở trong cánh cửa. Nếu có điều gì như trên, đừng vận hành lò vi sóng và hãy liên hệ với nhà bảo hành. Lưu ý không để lò vi sóng ở ngoài trời. Không đặt ở những chỗ nóng, những nơi có độ ẩm cao hoặc gần những vật liệu dễ cháy nổ. Trên đây là cách lắp đặt lò vi sóng an toàn và đúng cách để không ảnh hưởng tới sức khỏe mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.